chào các bác, em là Ngọc Anh và em từ Ngọc Anh Tranh Đồng. Tranh Tứ Bình là dòng tranh có bố cục gồm 4 bức tranh, mỗi bức tranh gồm 4 loại hoa cắm trong 4 chiếc bình. Và ngoài ra chúng còn đi kèm với những loại quả mùa nào thức ấy, biểu trưng cho sự no đủ, ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy, ngày hôm nay các bác sẽ cùng em tìm hiểu về dòng tranh Tứ Bình với kích thước dài 1m46, rộng 41cm. Được làm bằng chất liệu đồng vàng và được mạ vàng 999. Kết hợp vào đó là được làm bằng khung gỗ hương đá các bác nhé. Và đây là bộ tranh Tứ Bình được làm theo cái phân khúc cao cấp nhất luôn đấy các bác ạ. Và như trong đầu video có nói thì đây sẽ là bộ tranh Tứ Bình thuộc phân khúc cao cấp và sẽ có nguồn gốc xuất xứ cho các bác về cái bộ tranh Tứ Bình này sẽ được làm tại làng nghề Đồng Xâm, Thái Bình. Đây là một trong những làng nghề làm ra được những cái dòng tranh cao cấp được đánh giá là cao cấp nhất, đẹp nhất và sang trọng nhất trong tất cả các làng nghề làm những cái dòng tranh cao cấp các bác nhé. Và đối với cái bộ tranh tứ quý này, nó sẽ gồm có những cái thông số kích thước cụ thể như sau. Như trong đầu video em có nhắc tới thì nó sẽ có kích thước chiều dài và chiều rộng tương ứng với cái phần dài này các bác nhé. Thì nó sẽ có kích thước là 1m46. Chiều rộng của cái bộ tranh tứ quý này, chiều rộng của bộ tranh Tứ Bình này nó sẽ có cái chiều rộng là 41cm. Và đây sẽ là kích thước của từng bức Tứ Bình một các bác nhá, chứ nó không phải là tổng cái kích thước của toàn bộ 4 bức như này đâu, mà sẽ là kích thước của từng bức một các bác ạ. Và đối với cái kích thước của bản khung Tứ Bình này, nó sẽ có kích thước bản khung là 5cm cho bản khung của bức Tứ Bình này các bác nhá. Độ dày của bản khung này nó sẽ có độ dày là 2,5cm cho cái kích thước bản khung Tứ Bình là 2,5cm như thế này các bác nhá. Phía sau bức Tứ Bình này thì em có cả nền hậu nữa, nên chính vì vậy mà tổng độ dày của cái bức tranh Tứ Bình nó gồm cái độ dày bản khung này, độ dày nền hậu, tổng độ dày của nó sẽ là 4cm cho tổng độ dày của bức tranh Tứ Bình này các bác ạ. Và cái chất liệu của bức tranh Tứ Bình này, về phần khung gỗ thì như trong đầu video có nhắc tới, vì là dòng tranh cao cấp và làm theo yêu cầu cao cấp của khách hàng nên bộ Tứ Bình này sẽ có chất liệu khung gỗ được làm bằng khung gỗ hương đá các bác nhá. Và khung gỗ hương đá là một trong những cái chất liệu khung gỗ cao cấp nhất và nó được đánh giá là về cái độ lâu bền, sử dụng thời gian lâu dài và cũng như là cao cấp nhất trong tất cả các loại khung gỗ này ạ. Về phần tranh thì trong video các bác có thể nhìn thấy thì đây sẽ là bức tranh được làm bằng đồng vàng nguyên tấm dày 6 gem. Họa tiết thì được các nghệ nhân bên em thúc nổi tỉ mỉ bằng tay thủ công hoàn toàn để nó ra những cái đường nét hoa văn họa tiết như trong video các bác có thể nhìn thấy. Thì tức là nó sẽ là một tấm đồng này dày cho các bác 6 gem và họa tiết thúc nổi lên bằng tay. Và họa tiết này sẽ là trên tấm đồng đó được thúc nổi chứ không phải là gắn vào đâu các bác nhé. Và họa tiết này sau khi được thúc nổi rồi thì sẽ được dát vàng 999 hay còn gọi là vàng 24K để tăng thêm cái độ sang trọng, đẳng cấp cho cái bức tranh Tứ Bình này đấy các bác ạ. Đó chính là những cái thông số, kích thước và cũng như là họa tiết, chất liệu của bức tranh Tứ Bình này. Bây giờ thì các bác sẽ cùng em đi tìm hiểu để xem cận cảnh hơn những cái đường nét họa tiết của bộ tranh Tứ Bình có gì đặc sắc mà nó lại thuộc phân khúc cao cấp đến như vậy, và cùng em tìm hiểu về ý nghĩa của dòng tranh Tứ Bình này luôn ạ. Tranh Tứ Bình là dòng tranh có bố cục gồm 4 bức tranh, mỗi bức tranh biểu tượng cho các mùa trong năm: xuân, hạ, thu và đông. Tranh Tứ Bình không giống với những dòng tranh khác, nó là dòng tranh thể hiện các mùa trong năm nên bố cục của tranh cũng tuân thủ theo cái quy luật như vậy. Hoa mai được chọn làm biểu tượng cho mùa xuân bởi lẽ mai là một loài cây hoa quý, thể hiện cho khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con người. Hoa mai trắng còn thể hiện cho sự tinh tế, thanh khiết. Không những vậy, mai chịu gió tuyết mùa đông, úm mầm tươi tốt để sang đầu xuân nở những bông hoa đẹp đẽ, thể hiện cho sức khỏe dồi dào và sức sống vô cùng mãnh liệt. Và các bác có thể nhìn thấy là những cái đường nét Hoa văn, họa tiết của cành hoa mai được các nghệ nhân bên em thúc nổi thủ công hoàn toàn 100%. Từng cái cánh mai rất là nhỏ, được sử dụng bằng ve, bằng búa để tạo đường nét, họa tiết thật sinh động và bắt mắt nhất cho từng chi tiết một cho cái cành hoa mai. Và bên dưới của cành hoa mai, đó chính là hoa mai đang được cắm rất là ngay ngắn trong chiếc họa tiết của bình hoa. Và đây là một trong những cái họa tiết được thúc nổi cao nhất trong cái bức tranh hoa mai này, và tất cả những cái đường nét họa tiết trong bức tranh đều được thúc nổi hoàn toàn thủ công này, và còn được dát vàng 999 tăng thêm độ sang trọng và cũng như là sắc nét nhất, cao cấp nhất cho cái dòng tranh Tứ Bình này. Hình ảnh tiếp theo đó là những cành hoa sen. Hoa sen đại diện cho mùa hạ là bởi vì sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sen đại diện cho những người có nhân cách thanh cao, nghị lực vững vàng và không bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh, biết vươn lên khi gặp khó khăn và bền tâm nhẫn nại. Như trong video các bác có thể nhìn thấy là hình ảnh hoa sen tượng trưng cho mùa hạ, và tất cả những cái hình ảnh hoa sen được các nghệ nhân bên em tái hiện đầy đủ, từ lá sen, đài sen, búp sen đang vươn mình, đang tỏa hương thơm ngát ngay trên cái phần trên cùng của bức tranh hoa sen như thế này. Và những cái đường nét từng cái lá sen, búp sen vô cùng mềm mại, uyển chuyển, tăng thêm cái độ sinh động và khẳng định cái nét đẹp của hàng cao cấp luôn luôn được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhất của dòng tranh này. Bên dưới của những cành hoa sen thì cũng đang được cắm trên một chiếc bình, và chiếc bình này hay là những họa tiết khác cũng đều được thúc nổi vô cùng sang trọng và tinh tế, tăng lên cái độ cao cấp, sự sinh động và cũng như là đẹp nhất cho cái dòng tranh như thế này. Loài hoa tiếp theo là loài hoa tượng trưng trong mùa thu. Hoa cúc thể hiện cho niềm vui, niềm hân hoan và những nụ cười, rất thích hợp cho những ngày đoàn viên sắp đến. Chính vì vậy mà hoa cúc được chọn là đại diện cho tất cả các loài hoa vào mùa thu xuất hiện trong bộ tranh Tứ Bình. Những bông hoa cúc vàng lấp lánh như mặt trời tỏa ánh nắng, xoa tan đi cái se lạnh của mùa thu. Và hoa cúc được xem là loài hoa quân tử, lá héo không rụng khỏi cành, hoa héo không lìa khỏi thân, cũng như người quân tử không bao giờ bỏ lẽ đi cái lẽ sống của mình vậy. Và cái hình ảnh của bông hoa cúc đang vươn mình trên cái bình hoa, nó cũng là những cái đường nét họa tiết được làm vô cùng tinh xảo và tinh tế nhất, tạo nên những cái đường nét vô cùng mềm mại, khẳng định ra những cái bức tranh vừa ý nghĩa vừa cao cấp như thế này. Bên dưới vẫn sẽ là hình ảnh của cành hoa cúc được đặt ngay ngắn trên chiếc bình, và những cái họa tiết này đều là sự cộng hưởng mang lại những điều tốt đẹp nhất, giá trị đẹp nhất cho cái dòng tranh Tứ Bình này. Hoa mẫu đơn là loài hoa tượng trưng cho mùa đông, và trong cái bộ tranh Tứ Bình này, hoa mẫu đơn là loài hoa có vẻ đẹp lộng lẫy, mùi hương thơm ngát quyến rũ. Nó được chọn là đại diện cho mùa đông vì hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu có, phú quý, thịnh vượng của gia chủ. Người ta tặng nhau hoa mẫu đơn vào ngày Tết, cũng chính vì lẽ đó mà ngụ ý chúc nhau một năm mới làm ăn phát đạt và vô cùng thuận lợi. Mùa đông lạnh giá thật phong lưu, tao nhã làm sao khi ngắm những bông hoa mẫu đơn, rồi lại thêm hình ảnh của những chiếc bình hoa cùng nhau bình thơ trở nên thật, cùng nhau bình thơ chờ xem hoa nở cuối năm trôi qua trọn vẹn và vô cùng đầy đủ. Và tất cả những cái đường nét họa tiết của cả bốn mùa, bốn loài hoa, bốn chiếc bình tượng trưng cho xuân hạ thu và đông thì nó đều mang những cái giá trị đẹp nhất, mang tới cho gia chủ đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Vâng, các bác vừa cùng em tìm hiểu về ý nghĩa này và lợi ích khi chúng ta treo những cái dòng tranh Tứ Bình như thế này. Nó mang lại rất là nhiều những điều tuyệt vời cho gia chủ rồi. Và đó là những cái chia sẻ và cũng như là cái ý kiến, quan điểm của em về dòng tranh Tứ Bình này. Và nếu mà các bác có những cái ý kiến, quan điểm mà muốn giao lưu và trao đổi thêm với em thì các bác có thể liên hệ ngay với em qua số hotline Zalo 0815 009 777, thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và giao lưu để em có thể học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới mẻ và hay hơn với cái dòng tranh Tứ Bình này ạ. Hoặc các bác có thể là để lại comment dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau giao lưu và chia sẻ ạ. Nếu các bác thấy video này hay và ý nghĩa, có thể dành tặng cho em một like, một share và một đăng ký kênh tranh Ngọc Anh Tranh Đồng để tiếp thêm thật là nhiều động lực để em tiếp tục ra thêm những video thật hay và ý nghĩa cho các bác ạ. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.